Từ nhà phát hành mang đến một tựa game mới mô phỏng theo bộ anime cũ nào đó, được tích hợp rất nhiều nền tảng công nghệ tiên tiến như blockchain, NFT, vân vân và mây mây, hứa hẹn sẽ vô cùng thú vị và xứng đáng thời gian bạn bỏ ra, nhưng thực ra thì không bỏ thời gian ra mấy. Hôm nay, mời anh em cùng MB Công Nghệ tìm hiểu về Element, tựa game chiến thuật đáng mong chờ nhất năm. Khi GTA 5, Cyberpunk 2077, Genshin Impact còn đang bận công phá mọi nền tảng PC, khi bạn quên để cho máy nghỉ ngơi như cách bạn quên bấm nút nồi cơm, hãy ngừng mơ tưởng về một dàn máy mới mà bạn không bao giờ mua được để tập trung vào Element, tựa game chiến thuật, chiến lược, xếp hàng combat bom tấn sắp được ra mắt. Một thế giới kỳ diệu và nhiều bí ẩn đến nỗi thứ còn động lại trong đầu bạn chỉ là 8 chỉ số cơ bản, 18 hệ khác nhau, 5 cấp độ hiếm, 2 loại element cùng các kỹ năng không thể nào nhớ hết được. Và thứ mình quan tâm nhất vẫn là chơi game kiếm tiền. Vốn là một tựa game lười, thì chúng ta cần làm là sắp xếp những con elements này để có được một đội hình bá đạo trên từng hạt gạo. Nhưng trước hết, hãy nhảy lên chuyến tàu nhân phẩm bằng cách triệu hồi những con tướng mạnh mẽ. Tất nhiên, bạn sẽ rất khó mạnh nếu mang họ đỗ tên nghèo khỉ chỉ với 10 kim cương trong tay và bấm vào triệu hồi basic. Bằng nguồn năng lượng được cung cấp hàng ngày, bạn có thể đi ải, đánh PvP và tham gia các sự kiện để nhận những phần thưởng hấp dẫn. Hoặc có thể AFK trong vòng 12 tiếng. Dù mang tiếng là game lười nhưng làm éo gì có chuyện không làm mà vẫn muốn có ăn. Để vừa chơi game vừa kiếm được tiền, đòi hỏi chúng ta phải liên tục nâng cấp tiến hóa tướng, hoàn thành hệ thống nhiệm vụ, tham gia những chiến dịch. Cuối cùng là đấm bỏ mỡ bố con thằng nào cản đường bạn trong chế độ PvP. Với một cốt truyện không thể ảo mà Nobita hơn, game sẽ giới thiệu bạn với vô vàn tính năng như xếp hạng, nơi các tay to máu mặt đùa tốt để nhận những phần thưởng hậu hĩnh, trang bị chiến đấu, thứ gia tăng 8 chỉ số cơ bản mình kể trên. Cửa tiệm, nơi bào đi số tiền bạn vừa cực khổ cày cuốc chỉ để nâng cấp trang bị, rồi sau đó thay thế bằng các trang bị hiếm và mạnh hơn. Nhiệm vụ, thứ bất kỳ người chơi nào cũng cần làm nếu muốn kiếm tiền. Và cuối cùng là sự kiện do nhà phát hành tổ chức. Ấy, tí quên, ngoài ra còn có chức năng thức tỉnh nâng cấp Elements nữa nhé. Được hoạt động trên nền tảng Binance Smart Chain, thay vì trả thẳng tiền mặt cho người chơi, Elements sẽ phân phát một đồng tiền mang ký hiệu của riêng họ là Elmon. Chúng ta sẽ dùng đồng tiền này giao dịch trong game hoặc quy đổi ra tiền thật, mang đi cho tôi chẳng hạn. Mang tiềm năng của một kỳ lân với những chính sách chống lạm phát, Elmon có thể trở thành đồng tiền tiềm năng trong tương lai. Ngoài ra, nó còn được dùng để thanh toán trong thị trường NFT. Nói đơn giản thì đây là nền tảng công nghệ đang có xu hướng đi lên. Còn bạn là một người không thích giữ tiền thì hãy chuyển sang giữ NFT. Nếu anh em hỏi tôi con này có uy tín hay không vậy anh Bì Huỳnh, thì màn bắt tay giữa Corsair, tập đoàn sản xuất phân phối công nghệ có tiếng trên thế giới, và Element đã đủ chứng minh tất cả những điều đó. Ngoài ra, họ còn được rất nhiều công ty nổi tiếng hỗ trợ về bảo mật và media như là CoinMarketCap hay là Certix và một loạt nhà đồng hành chất lượng khác. Chơi game vừa giải trí vừa kiếm được tiền. Ngon không? Ngon quá. Ngon thế này thì đến Satoshi cũng phải tải về chơi. Anh em còn chần chờ gì nữa mà không tìm hiểu ngay tựa game Element hot nhất trong thời gian sắp tới, chuẩn bị có sẵn trên Android, iOS và website.